Kylie bế bụng bầu 8 tháng đọ sắc với Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, hơn 15 tuổi mà trẻ đến khó tin. Kylie bế bụng bầu hơn 8 tháng đọ sắc bên Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Sau 8 năm kết hôn, vợ chồng diễn viên Kylie và Thanh Duy có hôn nhân viên mãn khi cùng nhau hoạt động nghệ thuật cũng như hết lòng ủng hộ đối phương trong sự nghiệp. Hiện tại, hai vợ chồng viên mãn khi sắp đón con đầu lòng chào đời. Mới đây, trên trang cá nhân Kylie khoe loạt ảnh bên ông xã Thanh Duy khi cả hai cùng dự một sự kiện. Ở tháng thứ 8 của thai kỳ, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời được nhận xét là nhan sắc ngày càng mặn mà, không bị vỡ nét như nhiều mẹ bầu hay gặp. Cô diện bộ váy trắng thanh lịch, có form rộng giúp thoải mái trong những tuần cuối của thai kỳ. Dù đang mang thai nhưng nữ diễn viên vẫn chịu khó mang giày cao gót khi chụp ảnh. Đáng chú ý là khoảnh khắc Kylie đọ sắc bên Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Dù đang mang thai, cơ thể không thon thả như trước nhưng bà xã Kylie không hề lép vế bên nàng hậu. Dù hơn Đoàn Thiên Ân đến 15 tuổi nhưng mẹ bầu được nhận xét là trẻ trung, nhan sắc vô cùng cuốn hút. Theo chia sẻ trước đó của Thanh Duy, bà xã của anh được dự đoán sinh con vào tháng 7 năm 2024. Hiện cả hai đang háo hức, chuẩn bị chu đáo để đón con đầu lòng chào đời. Tuy em bé vẫn còn trong bụng mẹ nhưng Kylie đã tiết lộ nhóc tỷ có khả năng cao là sao y bản chính từ bố khi đăng ảnh siêu âm của con và ảnh chụp Thanh Duy. Cho em xin gia nhập hội chị em để mướn nha các chị. Mấy chị thấy sao ạ? Chứ em thấy cái mặt là y chang ba nó rồi. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ. Thanh Duy và Kylie kết hôn vào năm 2016 sau 3 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở An Giang và thành phố Hồ Chí Minh, được gia đình và nhiều đồng nghiệp, khán giả chúc phúc. Thời điểm mới yêu Thanh Duy, Kylie từng bị gia đình cản vì sợ cô sẽ khổ do nam diễn viên trông có vẻ đào hoa. Nhưng từ ngày yêu nhau, tôi thấy Thanh Duy thay đổi hẳn. Anh ấy trưởng thành và có trách nhiệm với bản thân hơn. Thanh Duy rất cầu tiến, chịu khó làm việc. Chỉ đến cuối tuần anh ấy mới đi uống cà phê, ăn ốc, tụ tập vui vẻ với tôi và bạn bè, nữ diễn viên từng cho biết.